Khi chịu nhục, mà cụ thể là bị người ta nói xấu, xỉa sói, nhục mạ, thì khoan hay thể hiện thái độ tức giận, mà nên xét lại xem mình và làm rõ việc liệu mình có làm điều gì chưa đúng với họ hay không. Nếu mình có làm sai, thì mình nên chủ động ăn năn, chịu thiệt thòi, khắc phục hậu quả và sửa đổi, không nên quá dằn vặt bản thân. Nếu mình không làm gì sai, thì mình có thể tìm phương thức phù hợp để giải thích khi mình và họ đều đủ bình tĩnh, mở lòng để lắng nghe nhau, làm rõ mọi chuyện, thẳng thắn với nhau để mình không nuôi lòng thù riêng mà đánh mất sự an lạc của mình. Hoặc đơn giản là mình có thể không cần làm rõ điều gì cả, cứ mặc kệ họ, vì mình biết rõ bản thân mình ra sao, bởi lẽ mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người, và việc bị nói xấu luôn là điều khó tránh khỏi. Cho nên, mình không cần thiết phải phiền não, mất thời gian giải quyết từng lời nói không đúng về mình như thế. Mình chỉ cần dùng thời gian quý báu ấy để làm tốt nhất việc mình cần làm, mang lại lợi lạc cho mình, cho đời, rồi thời gian và nỗ lực của mình sẽ đem lại câu trả lời cho tất cả. Khi mình chịu nhục nhưng lại không oán trách, hơn thua ngược lại với đời, thì ngay lúc đó có thể tránh được tranh đấu, bạo lực, bảo vệ sự bình an cho mình và người xung quanh. Thái độ nhẫn nhịn, không oán giận ấy cũng có thể giúp xoa dịu tình hình, giúp các đối tượng ấy bớt kích động, không tiếp tục khẩu nghiệp, ác nghiệp với mình nữa. Khi ấy, mình giúp họ tránh mắc lỗi, tránh vướng vào ác nghiệp, thì mình cũng có thiện nghiệp riêng của mình vậy. Bên cạnh đó, khi mình không ôm ấp sự oán giận với khẩu nghiệp họ gieo với mình, thì mình không còn là một kẻ bị oan, không còn là một kẻ thảm hại với khát khao đòi lại công bình mà chưa thỏa mãn. Mình cũng không còn phải chịu sự mệt mỏi nơi thân tâm ngày này qua tháng nọ do chính lòng thù hận của mình nữa. Mình chấp nhận buông xả, bỏ qua, yêu thương bao dung cho họ. Lúc ấy, mình từ một kẻ bị oan trở thành người có dư tình yêu thương để bố thí, lan tỏa đến kẻ khác. Lúc ấy, mình cũng có thiện nghiệp riêng của mình. Với tâm ý hòa ái, rộng lượng như thế, thì mình sẽ thấy đời sống tinh thần, vật chất của mình luôn đủ đầy. Nếu lại thường thiện hành, làm lành lánh dữ, thì phước báu sau này là không thể nghĩ bàn.